mình phải giảm cân, phải đột biến được, tập cardio giảm mỡ toàn thân, sử dụng các dụng cụ để hỗ trợ giảm bắp chân. We got a brand new day. Good love is on the way, and if you take my hand, I'll walk with you to Georgia. Have you ever been in love? Dove in from high above, and if the answer's no, well then I'd like to get to know ya. And though I know these lights are blinding, I will guide us home. 'Cause I don't know what I've been told. The weather outside is not that cold, and if you take my hand, I'll walk with you to Georgia. See, but I see you right next to me, and if you take my hand, I'll walk with you to Georgia. We got a brand new night, and good love will soon arrive, and when it does, then come a little closer. Have you ever seen the stars burn out into the dark, and as they go say, it was nice to know ya. And though I know these lights are blinding, I vừa mới thức dậy, tại vì hôm nay thức dậy hơi muộn ấy, cho nên là Trang đã gộp bữa sáng thành bữa trưa và ăn. Mặc dù cái món ăn nấu quá hơi xấu nhưng mà ăn Trang hay quen ăn kiểu đấy rồi, ăn đơn giản có gì ăn đấy ấy. Hôm nay thì Trang sẽ vừa ăn và vừa tâm sự với mọi người, cũng như nói rõ cho mọi người tất cả các bước để mình bắt đầu thực hiện chân hoặc là giảm cân của mình nha. Cái này thực ra Trang đã chia sẻ rất nhiều trên Instagram Trang Healthy rồi. Trang đã nói cho các bạn là các bước phải làm sao để có thể giảm chân được nhanh nhất, mà nó đi theo thực tế rồi chứ không phải là muốn là giảm được đâu mọi người ạ. Hello các bạn, ta xong rồi nè. Tại vì Trang không quen việc ngồi ăn mà kiểu vừa ăn vừa nói chuyện ấy, mình chưa có mình băng bao giờ, cho nên là kiểu nó không được tự nhiên cho lắm. Thế nên là mình vừa ăn xong và dọn rồi. Hôm nay quay thì cũng không cầu kỳ để mặt mộc luôn. À, trước khi bắt đầu vào chủ đề chính, thực ra không phải chính nhưng mà cái bây giờ thì Trang sẽ muốn làm theo kiểu cái vlog mà kiểu đan xen giữa cuộc sống thường ngày, và trong cuộc sống thường ngày thì Trang sẽ chia sẻ những gì mà Trang làm, Trang giúp đỡ mọi người, hoặc là Trang chia sẻ thật về những cái, tại vì bảng mà Trang đang làm đó chính là về giảm cân và healthy, cho nên là mình nghiên cứu được cái gì thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người nha. Tiện thì trước khi bắt đầu cái video này thì Trang muốn chia sẻ là tuần vừa rồi thì Trang cũng đã quay rất là nhiều video, nhưng mà quay ở trên máy ảnh. Trang đang đổi sang máy quay là A6500, nhưng mà thật là buồn khi tại vì Trang dùng MacBook cho nên là phải chuyển tất cả các file dữ liệu lên MacBook để có thể edit được dễ dàng hơn, nhưng mà nó phải có cái gọi là cái đầu nối ấy. Gọi là cái gì nhỉ? Cái đầu nối ấy mọi người, để có thể chuyển được file ảnh từ máy ảnh sang cái MacBook. Thì Trang đã mua cái này rồi, gọi là cái đầu kết nối đúng không? Nhưng mà lại nhầm sang cái đầu USB sao ấy, tại vì không chuyển được file mọi người ạ. Cho nên là có thể chậm bài tập, chậm một vài bài tập cho các bác một chút nha. Đang chuẩn bị nói gì, tại vì mỗi lần quay là phải nói chuyện rất là tự nhiên nhất rồi. Đấy là cách nói chuyện hàng ngày của Trang đấy, nhưng mà Trang còn những cái thói quen xấu mà cần phải sửa, cho nên là Trang sẽ làm riêng một cái vlog để có thể sửa được tất cả những cái tật xấu ảnh hưởng đến mình, ảnh hưởng đến người khác, và nói chung quan trọng nhất là ảnh hưởng đến mình, tại vì những cái thói quen xấu đấy nó làm mình xấu đi ấy. Ví dụ như nhăn mặt. Mà sao thời gian trước Trang nhận được cái comment là tại sao già thế, bớt nhăn đi, tại sao mặt nhiều nếp nhăn thế. Trời ơi, lúc mới đầu đọc thì cũng buồn lắm. Nhưng mà mình nghĩ là thời gian sau mọi người tiếp xúc nhiều với mình thì mọi người có thể thấy là mình đang cố cải thiện và dần sửa đổi bản thân của mình rồi. Ok, vui lên. Ok, mình đi vào cái chủ đề giảm cân và giảm chân nha. Thì Trang sẽ chia sẻ thật nhá.
cái phần chân ấy, một phần lớn nhất là do cấu trúc cơ thể rồi. Cái phần thứ hai là do mình phải giảm cân. Khi giảm cân tổng thể thì cái chân của mình mới xuống được nha, chứ không được giảm mỗi cái chân. Tức là giảm mỗi cái chân thì mình sẽ giảm được một cái số lượng nhỏ thôi, chứ nó không thể đột biến được. Còn cái mà để đột biến là mình phải giảm cân tổng thể. Thường thì Trang sẽ nêu cho các bạn nhà Trang các bước như thế này. Đầu tiên mình hãy tìm cho mình một phương pháp nào đó để mình theo. Ví dụ phương pháp giảm cân nào đó để mình theo ấy, ví dụ như keto, hoặc là ít, hoặc là chế độ giảm cân bị yến bạch nha Trang, hoặc là chế độ cân bằng dinh dưỡng, chế độ ăn thâm hụt. Nói chung là tùy mọi người. Mọi người phải tìm ra cho mình một cái chế độ ăn để mà mình giảm cân và theo đuổi được nó. Nhưng mà mọi người biết không, nên ăn cân bằng dinh dưỡng để đảm bảo được cái sức khỏe của mình. Tại vì Trang cũng đã thấy rất nhiều các chế độ ăn, các bạn theo chế độ ăn keto mà kiểu bị rụng tóc nhiều ấy. Đấy là do cơ thể của mình thiếu chất trong một thời gian quá dài, thì nó sẽ gây ra những cái hệ lụy nhỏ nhỏ như thế. Mà dần dần nhỏ, những cái hệ lụy nhỏ như thế thì nó sẽ phát triển thành những cái căn bệnh ấy, căn bệnh rất là nguy hiểm trong cơ thể của mình. Đó, bước 1 là mình phải giảm cân tổng thể. Hãy tìm cho mình một phương pháp giảm cân mà mọi người cho là hiệu quả và theo đuổi nó đến cùng. Quan trọng nhất vẫn là ở bản thân của mình có thể theo đuổi nó đến cùng hay không. Khi mà theo đuổi, kiên trì theo đuổi thì chắc chắn nó sẽ có kết quả nha. Chứ mọi người mới theo được 2-3 tuần mà mọi người đã bảo là không có kết quả thì tại vì là do mọi người chưa đủ kiên trì đấy. Ok, kết thúc vấn đề 1. Vấn đề thứ 2 đó chính là vấn đề tập luyện phải không mọi người? Đó là khi tập luyện mọi người phải kết hợp giữa tập cardio giảm mỡ toàn thân và các bài tập phát triển cơ. Cardio giảm mỡ toàn thân là cardio là những cái động tác mà nó tác động lên tổng thể này, nó làm tăng nhịp tim, tức là kiểu mọi người sẽ cảm thấy hồi hộp hơn, thở mạnh hơn. Ví dụ như chạy, nhảy dây, thường nếu không có thời gian mọi người hãy sắm cho mình một chiếc dây và nhảy dây tại nhà là ok rồi. Không cần phải tìm những cái bài tập cardio đâu xa đâu. Ngoài ra thì có thể nhảy theo nhạc. Đó là những cái cách mà mọi người làm tăng nhịp tim của mình lên là ok nha. Tập với cường độ, một tuần mình nên tập từ 2 đến 3 buổi riêng cardio, hoặc mỗi buổi mình nên kết hợp cardio trước các bài tập cơ tầm 15 đến 20 phút cũng ok rồi, nhưng phải nhớ kết hợp trong tất cả buổi tập của mình nha. Đó là phần tập cardio Trang nói rõ trong cái video này rồi nha. Để sau này mà khi có bạn hỏi thì mình sẽ bảo bạn ấy xem cái video này, bởi vì cứ bạn nào mà follow sau thì bạn ấy lại hỏi tiếp, nên là Trang cũng rất khó để có thể nói lại từ đầu cho các bạn ý được ấy. Thứ hai là tập cơ. Tập cơ thì mọi người sẽ tập chủ yếu tác động đến phần cơ của cơ thể mình thôi. Phát triển cơ cũng là một yếu tố rất quan trọng trong giảm cân. Khi cơ phát triển thì mình sẽ tăng được trao đổi chất và tạo ra thâm hụt năng lượng dễ hơn. Nói chung là mình phải ăn kèm theo chế độ ăn nữa. Và tập cơ thì thường thì Trang sẽ tập cơ bụng này, cơ bắp tay này cho săn chắc lại, cơ hông, bạn nào thiếu hông thì tập cho nó nở ra hoặc là tập cho nó săn chắc lại. Đầu tiên tập cơ thì chắc chắn nó sẽ làm giảm mỡ và làm săn chắc lại. Sau đấy nó phát triển thì nó sẽ to lên một chút. Tập cơ ngực này và tập chân. Đó, như mọi người đã biết thì tập gì thì nó sẽ lên đấy. Tập cơ phần nào thì phần đấy sẽ lên cơ. Nhưng mọi người nên duy trì đến mức độ nhất định. Khi đã thấy cái chân của mình săn chắc ok rồi, nếu mọi người không muốn chân của mình nó bị đô và to hơn nữa thì mọi người chỉ tập cơ ở một cường độ nhẹ nhất định để mình giúp duy trì và tập luyện cơ bắp hàng ngày thôi. Chuyển sang các động tác như là giãn cơ này, flex up. Đó, những cái động tác đó thì nó giúp căng cơ ra và giúp săn chắc cái chân của mình đến mức độ nhất định và nhìn nó có thể thon và dài hơn. Chúng mình sẽ không tập cơ quá nhiều nha, tại vì sẽ tập đâu to đấy, mọi người nên nhớ điều đó nha. Nó to ở đây không phải to mỡ mà là to cơ. Mỡ của mình hết rồi, mình luôn luôn muốn loại bỏ mỡ ra khỏi người mình, nhưng cơ của mình sẽ lên. Mọi người phải biết điều đấy nha, tập đâu to đấy. Nhưng khi săn chắc rồi thì mọi người phải duy trì cho nó nhỏ và không tập cường độ quá là dày hoặc là quá là mạnh, làm cho cái cơ bắp của mình phát triển đến cái mức độ nó to lên đột ngột ấy. Trông nó hơi đô. Tiếp đến một vấn đề thứ tư mà Trang muốn chia sẻ trong các bài tập chân, đó chính là sử dụng các dụng cụ để hỗ trợ. Mọi người nên chuẩn bị cho mình, không phải, đây là quan điểm cá nhân của Trang thôi, còn tùy mọi người tham khảo nha. Mọi người có thể tham khảo rất rất nhiều các
idol K-pop như Sunmin cũng đã dùng các dụng cụ để hỗ trợ giảm bắp chân, cái kẹp bắp chân ấy. Thì Trang có thể recommend cho mọi người một vài dụng cụ để giảm bắp chân, ví dụ như là thanh lăn vặn cơ này. Cái thanh lăn này bên Trung Quốc dùng rất là nhiều. Cái ống lăn vặn cơ này, mọi người lăn massage là ép cái chân của mình nó phải săn chắc và nó phải thật là thon. Thực ra phải có lực tác động thì mới săn chắc được. Như kiểu mình, như kiểu mà bạn nào mà có cái thói quen mát xa mặt chẳng hạn, thì dần dần lâu ngày thì mọi người cũng thấy mặt thon gọn và săn chắc lại mà. Cho nên là nếu không nếu mà có các dụng cụ hỗ trợ làm săn chắc chân lại thì mọi người nên dùng. Nhưng đây là quan điểm cá nhân của Trang, có thể mọi người theo dõi video này sẽ thấy nó thật là tốt, thật là nguy hiểm hoặc là thật là cái gì đấy, nhưng mà nó tác động bên ngoài, nó không có gì nguy hiểm. Và mình đã thấy rất nhiều các feedback bên Trung Quốc là họ làm được rồi. Họ trải nghiệm trong quá trình giảm cân của họ, họ kết hợp các dụng cụ để mình có thể đẹp hơn. Thì tại sao mà mình không thử, biết đâu nó lại có thể giúp mình đẹp hơn thật. Hoặc là nhưng mà đây là ý kiến cá nhân của Trang, mọi người có thể tham khảo, chứ Trang không ép buộc bạn nào cũng phải dùng những cái thứ đấy cả. Và có những cái bó chân ấy, cái bó chân này thì hỗ trợ mọi người lúc mà tập thì nó định hình bắp chân, nó không bị động nào, nó trở nên săn chắc hơn và nó không gây ra cái độ đàn hồi quá lớn cho cái bắp chân của mình, thì sau này bắp chân của mình mà dùng vỡ xong nó sẽ không bị đàn hồi. Cho nên là dùng cái bó chân ấy, dùng cái bó chân ok, hoặc là mọi người dùng cover màng ngoài thực phẩm để định hình lại, chứ không phải là cái đấy là giúp mình giảm mỡ đâu nha. Cái đấy chỉ là để giúp mình nó không bị lỏng lẻo khi mà mình tập cardio thôi. Có những cái dụng cụ mà mọi người nên tham khảo và dùng xem sao. À, mình sẽ nói luôn là mình đã thấy được những cái tác hại của những cái dụng cụ này, đó chính là nó sẽ gây ra việc tràn sáp mạnh, thì nó sẽ gây ra thâm tím ở cái phần chân của mình. Xem nào, có vấn đề gì nữa không ta? Các bài tập chân thì Trang đã ra trên kênh rồi, và hàng ngày Trang sẽ tìm và nghiên cứu thêm, tập thêm bài nào thì Trang cũng sẽ chia sẻ với mọi người nha. Nên là cố gắng sửa đổi những thói quen xấu này, hoặc là biến quá trình giảm cân của mình trở thành một thói quen tốt để mình có thể cải thiện được cái vóc dáng của mình nhớ nha. Có vấn đề gì nữa không ta? Xin lỗi mọi người là đợt này ra video hơi chậm nha, mọi người đợi Trang xem máy quay kiểu đầy đủ thì Trang sẽ quay một cách chuẩn chỉnh hơn ấy. Nói chung là mình cũng sẽ nâng cấp dần dần và ok, mình sẽ gắn bó với các bạn đến hết cuộc đời của Trang luôn, yên tâm nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của Nhà Trang MC. Nhớ like, share, subscribe kênh YouTube Nhà Trang MC nha. Chán quá, đợt này ra video không được đều. Vừa do là máy hết bộ nhớ, máy của Trang tận 256GB vẫn còn hết, bởi vì Trang sử dụng quá là nhiều hình ảnh trong một ngày. Cảm ơn mọi người nha. Nhớ like, share, subscribe kênh YouTube Nhà Trang MC để Trang ra những cái chủ đề dần dần nha. Bye bye mọi người.